Vâng, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì những lời đầu cho mình gửi lời cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong thời gian vừa rồi đã quan tâm và ủng hộ. Thì chắc là nhiều người cũng có tò mò về cái tiêu đề của mình viết đúng không? Bởi vì cái tiêu đề mình viết thì gần như là nó để lại sự tò mò cho mọi người. Thì để tránh sự tò mò cho mọi người thì mình sẽ nói luôn vào cái tiêu đề mà mình ghi để cho mọi người tránh tò mò. Thì vừa rồi thì mình có dạo cộng đồng mạng và mình có vô tình nhìn thấy một cái bài viết chia sẻ khá là mạnh trên các trang diễn đàn cộng đồng mạng, thì mình có hốt về, mình để đây để cho mọi người cùng được biết thêm về cái hình ảnh mà mình đang để ở trên màn hình đây. Thì chính là một cô y tá. Vâng, đây là một hình ảnh của một cô y tá, cô ấy làm ở bên tâm bão của Trung Quốc. Và cái hình ảnh này thì được mọi người chia sẻ rất là rộng rãi. Thì nhiều người sẽ có hỏi rằng là tại sao mà lại hình ảnh như thế này mà lại được chia sẻ rộng rãi như vậy. Thì theo cái thông tin mình được biết thì đây là một cô y tá đang làm việc tại Vũ Hán của Trung Quốc. Và cô ấy đã chụp một bức hình và trên tay thì cô có cầm một cái tờ giấy. Vâng, thì quý anh chị nào mà biết tiếng Trung thì chúng ta có thể cho dừng cái video này lại và phóng to cái ảnh này ra, thì chúng ta có thể xem được cô ấy viết cái gì ở trên đó, đúng không? Còn anh chị nào mà không hiểu ấy thì mình có thể giúp mọi người dịch luôn cái chữ này ra để cho mọi người đỡ tò mò hơn. Thì ở trên tay của cô y tá này thì với cái dòng chữ mà cô đang cầm thì mình có thể tạm dịch rằng là khi nào hết dịch bệnh thì mong rằng nhà nước hãy cấp cho cô ấy một người yêu. Vâng, thì như vậy thì mọi người có thể biết được là cái việc mà cô ấy đang viết cái gì và cô đang muốn gửi cái gì đến gắm đến mọi người. Thì trên tay cô ấy đang viết rằng là khi nào mà bệnh hết bệnh dịch thì mong rằng nhà nước hãy cấp cho cô ấy một người yêu. Thì đa phần thì mọi người cũng đồng cảm với cái quan điểm của cô này, chứ không ai có một lời chỉ trách nào cả. Mọi người đều gửi những lời yêu thương nhất của mình đến tất cả người dân trên toàn thế giới. Trong lúc này thì những người dân này họ cần lắm những lời yêu thương đến tất cả mọi người, để mọi người có một cái động lực giúp cho cộng đồng mạng nhanh được trở về lại hòa đồng với cuộc sống, và cuộc sống của những người dân thì sớm được bình yên. Vậy đây là những cái người mà người ta trực tiếp ở trong khu vực tâm bão mọi người ạ. Người ta đang trực tiếp trong khu vực tâm bão, thì lúc này là người ta cần lắm những lời động viên, lời chia sẻ. Thì chúng ta không nên nói nặng lời trong lúc này. Vì nhiều người thì cũng có cho rằng là những cái hình này thì chỉ mang lại cái tính chất mong rằng là mọi người qua những hình ảnh này thì mọi người hãy biết rằng là họ đang cần gì và họ đang muốn cái gì. Bởi vì đây rằng nhiều người cũng có nói rằng thì đây nó chỉ là những cái hình ảnh mang tính chất gọi là khôi hài. Vâng, thì thực sự ra thì nó cũng có một tính chất khôi hài, nhưng mà trong cái hài thì nó lại có cái thật. Bởi vì lúc này thì những người như thế này họ cần lắm những lời yêu thương, thì mọi người hãy gửi những lời yêu thương nhất đến những người dân tại khu vực đó để mong rằng là cuộc sống của họ sớm trở lại được với bình thường. Vì cái hình ảnh này thì được mình thấy cộng đồng mạng chia sẻ rất là nhiều, và nhiều người cũng đều nói những lời tốt đẹp nhất. Thì mình đã hốt về và mình để đây để cho mọi người cùng được xem ai là cái người đang nổi tiếng trên mạng xã hội lúc này. Bởi vì thì mình thấy cả trên TikTok cũng như là fanpage thì cũng đã rất nhiều người chia sẻ những cái bức ảnh của cái cô y tá này. Cô ấy đã chụp một cái bức ảnh và cô ấy viết trên đó là khi nào mà hết dịch thì mong rằng nhà nước hãy trao cho cô ấy một người yêu. Thì lúc này thì mọi người phải biết rằng là họ trong khu vực tâm bão, nhưng mà họ vẫn tự tin, cuộc sống của họ vẫn khá là ổn. Bởi vì họ không hề nao núng, họ không hề sợ sệt, họ vẫn đương đầu với thách thức để mang lại sự bình yên cho đất nước cũng như sự sống cho tất cả mọi người. Thì mình nghĩ rằng đây là một cái bài học cho rất nhiều người. Bởi vì nhiều người lúc này không thể làm được cái việc này, họ ở đâu đó thì họ vẫn còn đang tổ chức kêu gọi nó kia. Nhưng mà hãy nhìn lại những cái người mà người ta đang giành giật lại sự sống cho tất cả mọi người này, thì đây là một cái bài học cho tất cả mọi người. Sống là để yêu thương, chứ không phải sống mà để phân biệt nó kia, đúng không ạ? Đây là cái hình ảnh mới mình mới hốt được ở trên cộng đồng mạng về. Thì mình mong rằng là qua đây thì mọi người cũng biết rằng là tuy rằng ở trong khu vực tâm bão, nhưng họ vẫn có một sức sống mãnh liệt. Họ vẫn có một cái ước nguyện, một cái cầu mong gì đó, mong rằng nó sẽ thành sự thật. Bởi vì nhiều người có nói rằng đây chỉ là câu trêu đùa mang tính chất giải trí, nhưng sau đó thì nó ẩn ý một cái gì đó. Thì chắc mọi người cũng đã hiểu rằng họ không mong muốn gì ngoài ra lúc này là tất cả mọi người sẽ sớm được trở lại cuộc sống bình thường, mọi dịch bệnh thì sẽ được đẩy lùi, và mong sức khỏe tất cả mọi người để mọi người có một cuộc sống tốt trong cuộc sống này. Thì đây là cái hình ảnh mà mình hốt được, thì mình để đây cho mọi người được xem. Thì cái video này thì mình cũng chỉ nói về cái nội dung mà cái video là cái hình ảnh mà đang được lan truyền trên mạng xã hội và đã được rất nhiều người quan tâm trong 1-2 ngày vừa rồi. Thì đây là những cái bức ảnh mà đang hot nhất trên mình thấy đang hot trên các fanpage, họ chia sẻ rất là nhiều về cái nội dung này, và mọi người thì đã đều để lại những cái lời chúc, lời
mong sức khỏe đến tất cả mọi người nhiều nhất. Thì mình mong rằng là mọi người cũng không nên nói những lời cay đắng, bởi vì dẫu sao thì đây là những cái tâm thư, những nguyện vọng mà họ muốn gửi đến tất cả mọi người. Thì mong mọi người hãy gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người dân mà người ta đang phải hứng chịu những cái hậu quả của thiên tai này. Video này thì mình cũng xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau.